Bây giờ là chuẩn bị đi vô mua vé ở Tràng An. Mình sẽ đi đi sông á, đi sông đúng không? Đi núi Tràng An đi sông là nó ở chỗ này nè. Giờ mình đi mua vé. Anh dẫn em đi đi chứ em đâu thấy đường. Tại vậy? Vì em không mang kính, không lên lạ cộng. Giờ mình đi mấy vé đây? 6 vé đúng không? Đó, bây giờ người đẹp đi mua vé nè, người đi đẹp vô thẳng quá. Dạ cho em lấy 6 vé. Ok mọi người ơi, mua vé rồi. Đây là vé này là 250. 250 ngàn một người lớn. Trẻ em hình như là miễn phí hay sao? Trẻ em miễn phí. Giờ mình đi xuống bến thuyền Tràng An nè. Đó, giờ đi xuống dưới đây. Ồ cũng đẹp, đâu có tối đâu. Tại có đèn mà. Dạ, đó. Giờ mình đi, đẹp quá, chỗ này chụp hình hình cũng đẹp mà em. Muốn chụp hình không? Nha, không đẹp chưa? Đi qua chỗ này. Bây giờ mình sẽ đi qua. Đẹp quá ha. Đó, chút nữa mình sẽ đi tới gần chỗ này nè. Cái mà cái khung á, xong rồi sẽ chụp ảnh. Đẹp chưa? Ok rồi đi. Đây là cái bản đồ. Mình đi vòng vòng này có nhiều tuyến này. À, chữ đi. À, anh kêu là cái gì? Đi tuyến 2 về tuyến 3 là cái này đi nè. Tuyến 3 về tuyến 2. À, đi tuyến 3 là về tuyến 2. Là người dân ở đây người ta lực khuyên là mình lên đi cái tuyến đó để mình ngắm được tất cả các cảnh đẹp nhất luôn á. Ok, về đi tuyến 3 về tuyến 2 đúng không? Anh nói không? Anh nói. Ừ, đi tuyến 2 về tuyến 3. Anh cho thuê phòng. Ok đi. Rồi đi đại ca. Ủa thêm nước không? Là cái anh mà ở homestay á, anh mua kêu đi. Là có tiền không? Anh ở homestay anh kêu là mình nên đi lúc mình đi cái chợ thuyền khu này nè. Là nó có 3 tuyến thì anh kêu là mình đi tuyến 3. Mình đi tuyến 3 mà mình về là về tuyến 2. Thì mình mới có thể nhìn được nhiều cái danh lam thắng cảnh mà đẹp hơn. Thì ok mọi người ơi, thì bây giờ tụi mình đáng lẽ là xếp hàng để đi xuống thuyền, nhưng mà giờ nó nắng quá mọi người, ít người đi á, cho nên mình sẽ đi xuống. Cũng hên là mình đi là cho mình đi thứ ba cho nên là không có nhiều đầu tuần. Đây lên đây cầm vé nè, cầm vé lên. Bây giờ là cái chỗ mà người anh thuê phòng ấy, anh nói là nên đi cái tuyến 3. Tuyến 3 và tuyến 2. Để mình đi được nhiều cảnh. Một vé ở đây là 250 nha các bạn. Ừ. Mà mình đi ra lâu chứ? Còn mình muốn đi thì mình đi một vòng bao nhiêu tiếng? Nếu mà mình đi được khoảng 3 tiếng là 3 tiếng. 3 điểm lên. 3 điểm. 3 tiếng là đi 3 tiếng là đi về đúng không chú? Ừ, đi về tầm 3 tiếng thì mọi người nếu mà đi đi nó hơi lâu á, cho nên mọi người đi sớm để về còn đi được chỗ khác nữa. Mà tính ra bây giờ cũng đỡ tí hồi bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 11 giờ. Mấy kia giống thật đấy. Hello. Hey. Đây bên đây đi chung nhà với lại phụ huynh bên kia. Mà tính ra hôm nay cũng được. Cái ô chú bây giờ mà ví dụ mà ở đây mà trời mà mưa thì đâu đi được. Sao mình cứ làm mình vẫn làm không? Vẫn đi luôn hả? Có khách đi thì đi. Vẫn đi luôn. Mà cái này là không, mà cái này nó không bị không dâng nước. Nó không phải ướt mà là nó không có sóng gì hết nè. Hay quá ta. Sóng thì phải có gió. Wow. Đến này cái này lần. Mấy chắc mấy ông Tây là ông cũng chờ láng phải không? Ông đâu có xài phải không? Người Tây, người nước ngoài người ta không quan tâm mấy cái thời tiết này đâu. Mưa xuân nhẹ đâu bằng bên kia mà bão tuyết người ta vẫn đi. Bình thường thì mấy cái này là gì? Bên mình là có ba cái đây, đi là Tràng An nè, Tràng An và Hang Múa. Có lại trên núi mua lại làm luôn cái núi đó luôn á. Hang Múa nó là Hang Múa nhưng mà là cái nó kiểu như cái đỉnh của núi. Đi Thăm Nhúng nè, Tam Cốc đúng không? Tam Cốc là cái giống như cái sông. Ba điểm tâm linh, đền chìm. Mình đi chỗ ba gì? Mình đi
Mình đi đi 3 về 2 á. Đi 3 về 2. Tiếng 3 đi, tiếng 3 về tiếng 2. Đầu tiên là điểm luôn. À, đây là vì trọng lượng nó khá lớn cho nên mình phải đi chèo phụ thầy chú. Đây đó. Đó đây cảnh là đi đánh mỗi tay quá. Mỗi sao mỗi. Đó bây giờ mình đi chèo qua đi cái hướng mà bên tiếng hang đột. Tiếng 3. Bây giờ mình sẽ đi hang đột trước. Mà các bạn thấy không? Phong cảnh rất là hữu tình. Bây giờ là mình đi bên phía cái đền. Hiện giờ là 11. Đó. Tầm gần giữa trưa mọi người. Bây giờ là tầm giữa trưa, bây giờ mình đi qua bên cái đền đình trình bên đó để coi có cái gì cho các bạn xem. Cua ngó nha. Cá kìa các bạn, trời ơi cá kìa. Cá coi đó đúng không? Tào lao. Cái này cá chép. đi cẩn thận này nha. Ở đây là cái đền này là đền Đinh Điền á. Hay cái này là gì đây? Anh đứng ở chỗ đó chụp hình đây bác. Cái này là cái đền gì đây các bạn? Đền nào? Chú, đền này đền gì hả chú? Đền Đinh. Cái này là đền đình các bạn. Đó. Ồ, người ta cũng có thắp nhang, người ta cũng tới đây cũng khấn đầy đủ ha. Mà cái áo phao này nóng quá, nhưng mà vì an toàn cũng phải đeo thôi. U các bạn coi kìa. Cá quá trời cá luôn kìa. Cá kìa. Cá. Đây này các bạn thấy không? Bây giờ mình mua cho cá bịch cá ăn, bán 20.000 bịch phải không? Trời ơi, nó dậy. Trời quá trời kìa, nó dậy kìa. Ôi, dễ sợ chưa? Trời ơi, nó cứa. Mấy con này nó dạng ghê ha. Cá kìa, thấy không? Có thấy anh Trọng rồi. Nữa chưa? Trời ơi. Cái này là quá trời ơi, đâu mà nhìn nó dậy. Nó dậy rồi. Nó dậy ướt hết người luôn rồi kìa. Trời ơi. Mấy con này nó dạng quá ha. Thấy không? Cho đúng là cái chỗ này là rất là nên các bạn nên bỏ vô cái bucket list để đi. Ok, thì bây giờ tụi mình đang đi ở trong hang đột nè mọi người. Cái này là cái gì sâu, cái độ dài của quãng đường này là 1 cây số. Ồ, bây giờ là mình đang đi. Ồ, bây giờ mình đi xuống cái hang nha. Cái độ dài của quãng đường trong cái hang này là tới 1 cây số, là 1.000 mét nha các bạn. Nhìn nè. Ở dưới đây chắc chắn là nó sâu. Hả? Nông. Ủa, trong đây lại nông hả? Hay quá ta. Ồ, mình tưởng. Mình tưởng. Không sao đâu, làm như mình cao lắm bằng. Nè các bạn, động thạch nhũ nè, cái này đụng vô nó chết nè. Là đá sống đúng không? Gọi là mấy cái đá sống. Nè là nói. Nó có. Hình như có người đụng, tại mấy cái đá này á là anh mới học được một khóa địa lý ghê lắm. Bỏ mũ ra nhìn nè. Đó các bạn thấy không? Cái này là cái đá không, mấy cái đá này nó chín. Cái này nó chết rồi. Mấy cái đá sống á là nó còn nhỏ. Cái hồi xưa sống nó còn nhỏ mà vậy mình người ta đụng nhiều quá trời vô á là nó chết rồi. Chưa. Mọi người ơi, chưa. Giờ mới đi ra cái hang đột là mình đi bên đây ra. Đó. Đi trong cái ra đây. Trời nó cao quá. Nắng. Đó, bây giờ là cái hang, bây giờ mình đi qua thêm một cái hang tiếp. Mấy cái chỗ này là coi như là nó tách rồi không chú? Muốn đi vô tới đây mình phải nhịp đi qua được cái hang đó thôi gì mới tới được cái này phải không? Chứ mình đi ngoài vô đâu tới đâu vô được không? Đây bây giờ là mình vô trong hang đại nè nha mọi người. Thì cái hang này 150 mét thì ngắn hơn
ngắn, cái này khá ngắn. Bờ hang thì nó mát hơn một xíu. Đây là chắc là hang, cái điểm hang, điểm đích hang cuối cùng của cái chuyến này. Ok mọi người, bây giờ là vừa đi ra khỏi cái hang Vân nè. Cứ mỗi lần đi ra khỏi hang là cái cảnh nó đẹp tới nao lòng. Mỗi lần mà đi ra cái cảnh là coi như là cái cảm giác nó rất là dịu và nhẹ nhõm, rất là chua mốt. Đó, bây giờ là không hồi nắng nhưng mà cái cảnh thì nó nào, cái này nè, cảnh này to rất là hùng vĩ. Bây giờ là mình đi qua cái chỗ thứ hai nha, địa điểm thứ ba ấy hả? Thứ ba. Mình đi qua được chỗ cho cá vàng ăn, cái đền đền gì đó. Đền Đinh, Đinh. Đền Chinh hay là Đinh? Nó là nó đi ra cái chỗ là cái đền cho cá ăn, xong đi qua hai cái hang và bây giờ là chúng ta đi thêm. Cái này giống như có cái nhà nữa kìa đúng không? Ừ. Cái nhà hả? Ở đây có cái nhà lá, ở chỗ này con chụp hình con ù. Hồi bớt nắng rồi, bớt nắng rồi, bớt nắng rồi. Có bác sĩ, có bác sĩ. Cái cầu nào chú? À cái cầu kia phải không? Rồi, ok, chú chị là qua, các bạn nhớ qua cầu bên kia đi, mình đi qua cầu đó rồi, chụp hình là bao sống ảo luôn. Mình mới tới thêm cái chỗ này là đền Suối Tiên. Đây là cái đền Suối Tiên thì tàu mình đậu bên kia, bên đó. Sao em? Đẹp không? Đẹp quá trời luôn mà mát nữa, thời tiết là mát. Không biết sao mà mình hôm nay nó gọi là cái gì? May là, mắn. Không phải may mắn, trộm vía. Trộm vía, trộm vía. Hôm nay mình trộm vía, trời rất là đẹp. Cho nên là đi là không có bị nắng gắt và gió rất là mát. Không thích chụp mấy chỗ này hả? Còn đây phong cảnh rất là hữu tiền. Chụp nhiều chỗ. Ơi, mẹ ơi. Đây là cái điểm dừng chân, gọi là điểm dừng chân thứ hai nha. Cái này ok hơn. Sẽ Suối Tiên, cái này gọi là cái đền Suối Tiên. Đền Suối Tiên hả? Không có cái đền, đúng cái đền đâu mà chỗ này cái dừng chạm dừng chân Suối Tiên. Là ok lắm nha, rất là đẹp. Thời tiết là mát, mình không biết tại sao mà trộm vía lần nữa. Trời tiết rất là mát. Rất là mát. Không bị quá nóng được ấy. Mà mình đi đây là đầu hồi tháng 5, đây là giữa tháng 5. Bắt đầu mùa du lịch đúng không? Mà đi giữa trưa ấy là nó người nó vắng, tại vì mọi người sợ nắng ấy, cho nên ít người đi. Nhưng mà cũng được là tại vì mình đi nó ít, nó vắng cho nên mình chụp hình được nhiều. Thì cái chỗ địa điểm này là chú đó, cái bác lái thuyền nói là đóng cửa 5 giờ thì vẫn còn người thì vẫn phải trèo ấy. Ở cái kia đi chụp hình chỗ nào? Chỗ này này, cái chỗ cái này nè. Yeah, chụp không? Không phải, bên kia. You want this one? No, no, not this one. Qua bên kia. Cái kia kìa, kia đi ra kia đồng lúa. Đây là đền thờ Thánh Quý Minh Suối Tiên. Đẹp quá ha. Đây là cái đền thờ ông Quý Thánh Minh á, Thánh Quý Minh. Mà cái này lần đầu tiên mình vô không gian giống như hồi xưa á. Thời nhà tiền, này rất là cũ luôn rồi. Ý, nhà Minh là tiền Lê rồi. Cái này là nơi sắp lễ nè. Sắp lễ chắc nơi để chuẩn bị đồ lễ. Xong rồi mình qua đây mình cúng. Mình nghĩ vậy. Chắc là sắp lễ là đồ không quay phim đi thôi. Không cho quay phim à? Không, không được. Thì không có cho phim, mình vô quay phim mình được. Mình chỉ quay ở ngoài. Mình phải tôn trọng biết thôi. Đây là tôn trọng di sản văn hóa. Cái này có được gọi là di sản văn hóa không? Có chứ em, này di sản văn hóa thế giới luôn. Tại vì nó rất là cổ luôn. Cái này mình rất là thích mấy cái thứ mà nó kiểu như rất là cổ mà cổ dã man luôn. Mát, cái này đền mát quá trời. Cây trồng là được chăm sóc rất là kỹ. Đẹp quá trời. Mà hơi vắng. Tại vì chưa vô mùa á, không đi đông lắm. Ở đây cũng có nè. Nơi hóa tiếng vàng nè, chỗ này chắc chỗ đốt đồ. Này đẹp quá ha. Đúng. Cái gì đẹp không?
núi trước mặt. Thôi đi ra. Đi. Nhà hoa sứ. Đẹp quá. Gỗ này chắc gỗ cũng cũ rồi. Cái này là cổ rồi, cái này là không được không tân trang và cũng chắc cũng không được phép trang tân trang luôn. Sửa chữa chứ, không phải tân trang. Mình chưa được vào, mình đâu có vào đền đâu. Cái kính đèn của em thằng Hiếu cầm. Kính đèn em đây. Cái bạn Hiếu ở đây hả? Anh đây nè. Thằng Hiếu đeo á, hình như vậy. Hiếu không, đeo. À tiên sinh hiên. Không, Hiếu đeo của em. Lại cho cái ăn tiếp. Chụp hình chỗ đây là đi ra giữa sông chụp hình. Mát quá. Mọi người, đây là điểm đến cuối cùng. Đây là cái này, cái này gọi là gì? Cái này đền gì vậy chú? Đất. Hành cung Ngũ Long. Hành cung Ngũ Long. Vũ Lâm hay là Ngũ Long? Ngũ Lâm. Năm núi, năm núi đúng không? À đúng rồi nè, 1 2 3 4 5. Nè, đây là cái địa điểm mà mọi người check in được nhiều nhất đấy. 1 2 3 4 5 nè. Ở cái chỗ này là nhiều người check in lắm mọi người ơi. Chụp hình là chỗ đó đó. Là các bạn nhớ nhờ mấy chú chờ thiền là đậu ngay đó đó. Là đậu đó rồi mình chụp đặt canh trong góc. Cho nên cũng ok, nên là Ngũ Lâm là năm cái núi, đó cái đền như năm cái núi. Bây giờ là mình đi quay về. Bây giờ là xong rồi đó, bây giờ là mình đi quay về. Nhưng mà mình sẽ ghé hình như hai điểm khác nhau sao? Bây giờ mình tuyến 2, mình đi thêm, về tuyến 2. Mình đi thêm, bây giờ mình đi 3, mình đi tuyến 3, xong bây giờ mình đi về tuyến 2. Mình đi về tuyến 2, bây giờ đi tuyến 2 đi sẽ đi qua được cái đền Ngũ Lâm đó. Rồi mình đi đâu đó chú? Tuyến 2 mình sẽ còn đậu thêm, mình còn tấp vô chỗ nào nữa không? Hay là xong rồi mình... Thế rồi, ồ bây giờ. Bây giờ mình bây giờ hết rồi, cái đây là cái điểm đến cuối cùng rồi, cho nên là mình sẽ về tới đó rồi mình đi ăn uống gì đó, xong rồi mình sẽ đi, nếu có thể là chúng mình sẽ đi Bà Đính đúng không? Chùa Bà Đính. Thì từ đây ra tới chùa Bà Đính tầm 10 cây tới 15 cây thì tụi mình chưa có rõ lắm, nhưng mà để hồi sau là sẽ biết nha. Rồi gặp các bạn sau. Vừa đi Tràng An về thì ghé qua nhà hàng Thăng Long. Thì đó, nhắc tới nên mình là nhắc cái gì? Nhắc tới mình là nhắc tới dê. Dê với lại gà đồi. Thì dê, gà đồi, thịt chim. Thì thịt chim với lại chim cháy, với lại cái cơm cháy nữa. Thì đó, cơm cháy nữa cho nên là nè, coi nè. Đó, mình đây là món thịt rim mắm tép. Cái chỗ nhà hàng này người ta nói cái món này cũng là đặc sản nên mình gọi thử nè. Đây là nước sốt chấm cơm cháy. Món này là món gì? Xào lăng. À, dê xào lăng. Đây là dê xào lăng á. Rau thì mình ăn rau cho nó lộn, cho nó bớt bớt thịt. Và có màu xanh. Đây là món cái gì? À, dê tái chanh. Và còn một món nằm nằm dê. Dú dê. Ở đây nó gọi là nằm dê mà thực chất là giang hồ gọi là dú dê. Chứ không có gì nghe dê nghe nằm dê nghe sang lắm, tức là. Oh. À. Cái này cái lạ là mình chưa nghe bao giờ chắc nha. Tương bần là gì mọi người? Mọi người comment là tương bần là gì? Mình nghĩ là tương đậu đành quá. Mấy bạn biết tương bần là chuyện gì nhớ cho mình comment để mình biết nha, chứ nghe cũng là lạ lần tôi nghe tương bần. Đó. Đây là món dú dê. Cái này là dú dê không em? Thì ngon quá ta. Nhìn giống bầu lắc vậy. Bầu lắc. Nó gì không đó. Rồi, dạ, cảm ơn ạ. Rồi, ăn được chưa em? Ăn được rồi chứ. Để mình thử nè, cái này là dê, cái này là... Mà nó mặn mặn. Dê tái chanh. Giống như... Mà nói là dê tái chanh chứ người ta nói người ta luộc sẵn rồi nên cũng ok. Đó, xong rồi phải chấm thử cái nước... Tái chín rồi, nó món nó tái chín rồi. Nước bần. Đây là nước bần. Và cho thử ra. Có nước sốt chấm chưa? Có cái này là gì? Bỏ xuống đây, chấm bên này gì bỏ. Rồi bây giờ chấm không? Bỏ cái miếng chấm này cho em chấm. Ngon. Cái này là chấm gì? Cái này chấm gì? Chấm hết tất cả, muốn chấm thì chấm. Mình như vậy. Rồi. Cái này là dú dê nha. Nước sốt ngon.
sốt này ngon lắm luôn á. Nước sốt này, cái này nước bằng màu. Rất là ngon luôn mọi người. Ngon. Ừ, ngon. Ngon lắm. Tỏi, thơm mùi tỏi mà sực sực. Ngon quá, cái nước sốt ngon quá. Nằm dê. Nếu em bảo nhà hàng, ở đây rất có nhiều nhà hàng nhưng mà mình thấy nhà hàng Thăng Long nha, nhớ vô nhà hàng Thăng Long để cái gì mình gửi địa chỉ ở dưới link subscribe ở dưới. Các bạn cứ xuống dưới và bấm vào coi. Cái nước tương này nó chua chua. Mặn mặn ngọt. Chấm cho mấy cái nước mấy cái món kia nó hài hòa như vậy là. Nước tương này ngon lắm hết. Nên chấm rồi. Cái này dê xào lăng. Mà là mình nhớ là xào lăng nó có sờ sờ mà xào lăng ở đây người ta làm khô quá trời thấy không? Thì tụi mình vừa tới tới chỗ khách sạn resort, nó gọi là resort hay gì đây nè, đây nè. Resort tên là An Eco Garden. An Eco Garden. Đó là cái resort ở đây là nằm ngay cái núi nè. Ở dưới này là dưới vách núi. Đi ra cái núi ngay đây nè. Đây nè, thấy cái chỗ này cái view không? Là nguyên xung quanh là tại hình như là bọn mình là đi cái chỗ này là không đang có lúc ngày vắng đầu vắng tuần. Ừ, với lại cái bắt đầu cái mùa khách, cho nên là khách đầu tiên mùa du lịch hay sao á, cho nên là thấy không cái view cái này rất là đẹp luôn, cái vườn rất là đẹp luôn á, sạch xanh sạch đẹp, có hồ bơi nữa, có cái hồ bơi vực có cái, đặc biệt là có mấy cái mít mình là đây này mới lên mình thấy mít mình ghiền mít đẹp quá trời luôn mọi người. Cái này là cái mít nha. Mít. Đây cái đụng nha, đụng nó rụng á. Này cái mít. Không, cái này nhỏ lớn quá, thấy từ đây nhìn lên núi nhìn sợ ha, thấy không? Em coi này em núi nhìn. Đây là ngay vách núi luôn. Nghe cái vách núi luôn nhìn. Nhìn hùng vĩ. Ồ, cái này có mũi á. À, mũi xịt vô. Cho nên mọi người mà nếu mà ở đây thì phải mang theo cái đồ xịt chống mũi nha, tại vì ở ngay dưới núi á, cây cối. Kêu người ta gọi món nghe cũng ngon lành đó ha, đem món nấu nướng rồi đây ngồi đi ăn bật nhạc chiêu chiêu. Quá đẹp. Ngồi ăn cũng được. Đây là phòng. Ok, bây giờ mình đi vô mình review cái phòng nè. Phòng của tụi mình nè. Nè là phòng được là đôi hai giường. Phòng đôi hai giường, phòng nghe không? Sạch sẽ luôn. Rất là sạch sẽ. Có ở đây có hai cái giường, có tủ lạnh. Tủ lạnh. Coi coi cái toilet như thế nè. Sạch vô. Toilet sạch sẽ, thấy không? Ở đây có cái view nè.